văn hóa mới, gặp gỡ với những con người mới thì chúng ta sẽ lại càng thấy yêu hơn đất nước hình chữ S của mình và thấy trân quý những giá trị tinh thần vô hình mà mỗi một mảnh đất đang lưu giữ. Chính vì vậy, chắc chắn hành trình khám phá Việt Nam của Hương Quỳnh sẽ tiếp tục đến với những địa danh khác. Còn quý vị và các bạn thì sao ạ? Hãy xách ba lô lên và đi đến khám phá những vùng đất mới nhé! Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt. Thói quen